Các bạn thân mến, trong đông y, lá lốt được áp dụng vào nhiều bài thuốc trị khá nhiều bệnh nhờ vào đặc tính khử khuẩn, tính lạnh, giảm sưng viêm. Trong nhiều căn bệnh trị khỏi do lá lốt thì hôm nay các bạn hãy cùng tìm hiểu ngay phương pháp chữa bệnh trị tại nhà bằng lá lốt, hiệu quả dễ làm tại nhà, đã và đang giúp nhiều người khỏi bệnh trị. Mẹo chữa này có thể cải thiện tình trạng ngứa ngáy, phù nề, nóng rát, hỗ trợ làm co búi trĩ và phòng ngừa viêm nhiễm quanh hậu môn. Bên cạnh đó, ngâm rửa với lá lốt còn giúp làm sạch kẽ hậu môn sau khi đại tiện và hỗ trợ cầm máu búi trĩ trong thời gian ngắn. Nhưng như các bạn đang quan sát thì không hẳn chỉ cần mình lá lốt là chữa được, mà chúng ta cần phải kết hợp thêm một số lá khác nữa thì mới có hiệu quả cao và tốt nhất. Vậy chúng ta cần kết hợp những lá nào thì giờ xin mời các bạn hãy cùng mình chuẩn bị một số lá như sau. Và những lá mà các bạn cần chuẩn bị đó là lá lốt tầm 10 lá, lá sung tầm 10 đến 15 lá, một nắm lá cúc tần, một nắm rau ngải cứu, và một ít nước lọc. Giờ các bạn rửa sạch 4 lá này đi nhé. Chuẩn bị một cái nồi đã có sẵn một chút nước lọc. Sau đó cho vào một muỗng cà phê muối trắng hạt nhỏ và khuấy đều. Sau khi muối hòa tan vào trong nước thì các bạn cho 4 loại lá này vào. Chúng ta sẽ ngâm như thế này tầm 5 phút. Như vậy mình đã ngâm được 5 phút, giờ mình vớt ra. Sau khi đã sơ chế sạch 4 loại lá này thì các bạn thái nhỏ ra. Chuẩn bị một cái cối giã, sau đó cho 4 loại lá này vào và giã nát.
Và như vậy là mình đã giã xong. Giờ mình cho ra một cái bát. Chuẩn bị một cái bếp và một cái nồi. Sau đó các bạn đổ một ít nước đã chuẩn bị vào. Giờ cho bốn loại lá này vào. Đậy vung lại, bật bếp lên. Chúng ta sẽ đun sôi nhỏ lửa tầm 10 phút là được. Như vậy là mình đã đun được 10 phút, giờ mình tắt bếp, mở vung ra. Và thế là chúng ta đã xong, và đây là nồi hỗn hợp trị bệnh trĩ của chúng ta. Rất là đơn giản phải không các bạn? Và cách sử dụng như sau. Ngay sau khi đun xong thì chúng ta sẽ xông hậu môn. Xông cho tới khi nước còn ấm thì các bạn ngâm hẳn vào luôn. Về phần bã thì các bạn dùng để rửa sạch hậu môn và nhớ nhẹ nhàng thôi. Với cách này thì một ngày các bạn sẽ áp dụng một lần. Và để có hiệu quả cao nhất thì các bạn nên áp dụng thường xuyên nhé. Lưu ý, ngoài việc thực hiện các chữa trị bằng bài thuốc kết hợp trên thì bạn cũng nên lưu ý tới chế độ sinh hoạt ăn uống, kiêng cữ hợp lý để bệnh trĩ có thể khỏi hoàn toàn và phòng ngừa bệnh trĩ tái phát. Nhớ uống nhiều nước để có thể loại bỏ nguy cơ gây táo bón xuất hiện, ngăn ngừa bệnh trĩ một cách hiệu quả tốt nhất. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách chữa bệnh trĩ tại nhà bằng lá lốt. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.